Và bây giờ sẽ là chuyên mục yêu thích của các bà nội trợ, chuyên mục món ngon. Chị Ngọc Diễm nè, sáng nay thì Hà Trinh á, đi ăn sáng mà tại vì vội quá nên chỉ có mua một ổ bánh mì xíu mại thôi. Người ta cắt ổ bánh mì, người ta nhét xíu mại vô, sốt cà lên, ngon lắm nhưng mà ăn không có đủ. Nói một là hiểu mười rồi, có lẽ là muốn ăn thêm xíu mại mà không biết làm cho nên nhờ vả phải không? Xác. Thôi, như vậy thì Ngọc Diễm sẽ vào bếp và nấu cho Hà Trinh món xíu mại đang kèm với bánh mì. Và chứng tỏ cho Hà Trinh thấy là không cần phải mua đồ ăn bên ngoài, bởi vì trong trường quay đã có những người đầu bếp rất là đại tài ngồi đây. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng vào bếp để xem là Ngọc Diễm sẽ nấu xíu mại như thế nào nhé. Đầu tiên thì nguyên vật liệu của món xíu mại này cũng khá là đơn giản. Về rau củ thì chúng ta cần một củ xoăn nước, một củ hành tây, hai quả cà chua, thịt nạc heo xay nhuyễn nè, một chén nhỏ tỏi băm, một chén nhỏ hành băm, một chén nhỏ hành phi. Ngoài ra thì còn có hành lá nè, một quả trứng gà, tương, cà chua. Còn đây là bột năng và cuối cùng là một chén nhỏ ketchup. Ketchup sao mà tên lạ quá anh. Thực ra là ketchup là một loại phụ gia của người Hoa, và nó thì nó có vị giống như là giấm nhưng mà nó đậm đặc hơn một tí xíu và để dùng làm nước sốt. Bây giờ Hà Trinh xắt giùm Diễm hành nhé. Hành tây thì mình xắt hạt lựu, còn hành lá thì xắt nhỏ. Trong khi đó thì Diễm sẽ xắt sẵn nước. Có người ta chu đáo hơn á, người ta còn trụng sơ qua củ sắn trước khi xắt thì giúp cho sắn nó sẽ ráo nước và nó dai hơn. Rồi, vậy là em xong rồi đó. Bây giờ thì nếu mà xong rảnh tay xong chị cà chua luôn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cho hành tây với lại sắn nước vào trong cái tô này ha. Tiếp theo mình sẽ cho thịt vào, mình sẽ cho hành phi vào. Sau đó mình sẽ cho một chút xíu tỏi vào. Mình sẽ cho một muỗng hạt nêm, một muỗng muối, một muỗng tiêu và trứng gà. Và bây giờ thì trộn lên cho thật là đều tay. Sau đó thì mình sẽ cho một muỗng bột năng. Bây giờ thì Hà Trinh phụ với chị vo viên nha Hà Trinh. Vo viên xong thì chúng ta sẽ đặt trên đây. Thì em biết cái viên xíu mại nó như thế nào rồi đó. Kích thước nó khoảng cỡ 3cm. Và chúng ta khi vò, hãy vò thật là chặt tay và vo cho thật là tròn. Nhờ có bột năng mà cái phần viên này nó dễ kết dính và cái dễ vo hơn. Chị Diễm ha. Đúng rồi, chính xác. Ta-da! Hà Trinh dọn xong cái bàn thì Hà Trinh sẽ hấp cái này giùm chị. Bỏ nguyên cái khay này nào vào trong xửng hấp. Và mình sẽ hấp trong vòng khoảng cỡ 15 đến 20 phút là có thể ăn được rồi. Nhanh quá vậy. Đây, để Hà Trinh sẽ phụ trách phần này cho nhé. Trong lúc Hà Trinh hấp những cái viên xíu mại này thì Diễm sẽ làm nước sốt cho cái món ăn này. Bây giờ thì Diễm sẽ bắt chảo lên để cho nó nóng. Đầu tiên mình sẽ cho dầu ăn vào. Chúng ta sẽ cho đầu hành trắng vào. Sẽ cho hành tím vào. Khi đầu hành với là hành tím nó vừa nóng lên, bắt đầu ngã màu, chúng ta sẽ cho cà chua vào. Khi mà cho cà chua vào thì lưu ý chúng ta sẽ cho một chút xíu, khoảng cỡ 1/2 hoặc là 1/3 muỗng cà phê muối vào. Sau đó thì mình sẽ cho nước tương cà chua vào. Và bây giờ thì mình sẽ cho ketchup trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ nêm nếm một chút xíu ha. Đầu tiên là mình sẽ cho một muỗng đường, 1/2 muỗng bột nêm. Sau đó cho thêm 1/2 muỗng muối nữa. Bây giờ thì mình sẽ cho bột năng vào để tạo nên cái độ sệt và khuấy đều nó lên. Trinh đảo đều tay giùm chị nha. Bây giờ thì nước sốt xong rồi nè. Hà Trinh báo cáo lại tình hình của xíu mại bên đó như thế nào rồi. Báo cáo chị Ngọc Diễm, xíu mại đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ nhẹ nhàng múc những cái viên xíu mại này vào trong nồi nước sốt ha. Sau đó là chúng ta sẽ rưới đều nước sốt lên những cái viên xíu mại này. Rồi muỗng sốt cuối cùng quá. Và cuối cùng là chúng ta đã có một cái nồi xíu mại rất là hấp dẫn. Bây giờ chỉ cần trình bày ra dĩa nữa thôi. Không thì ngon nhưng mà ăn bánh mì em nghĩ là phải
mặn hơn một chút nữa. Sốt cho đậm hơn một tí xíu. Nhưng mà cũng thành công rồi. Thưa quý vị, chúng ta có thể sử dụng món xíu mại sốt với lại tương cà này để làm buổi trưa cho mình cũng được. Tuy nhiên có thể thay thế bánh mì bằng một tô cơm nóng và ăn kèm vào đó là một dĩa đậu bắp luộc chấm chao và cuối cùng tráng miệng bằng một ly chè xăm bổ lượng. Còn buổi chiều thì chúng ta sẽ thưởng thức món canh cải xanh caro và món gà kho xả ớt, cuối cùng tráng miệng là chè đậu xanh.